Sau đây chúng con xin cung kính giới thiệu chư Tôn Đức, giáo phẩm Tăng Ni, trụ trì các chùa, tịnh thất, niệm Phật đường đến tham dự đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Chân Thành, Phó Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện chủ chùa Liên Hoa. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Chân Trí, Chánh thư ký Hội đồng Giáo phẩm Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, trụ trì chùa Pháp Vân. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, Viện chủ chùa Điều Ngự, Cố vấn chỉ đạo Ban tổ chức Đại lễ Vu Lan. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Thành, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, Viện chủ chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Huy, Tổng vụ trưởng Xã hội Từ thiện Xã hội Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, trụ trì chùa Điều Ngự, trưởng ban tổ chức Đại lễ Vu Lan. Chúng con xin được tiếp lời, chúng con đi đầu cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Thành, Tổng vụ trưởng Ngoại vụ, trụ trì chùa Phật Quan Âm Thiền Tự. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Chánh, Tổng vụ trưởng Thanh niên, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, trụ trì chùa Bảo Ân. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Tài, Phó Tổng vụ Tăng sự, trụ trì chùa Vạn Hạnh. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Đại đức Thích Thanh Nguyên, Phó Tổng vụ Hoằng Pháp Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Đại đức Thích Đạt Tín, Phó Tổng vụ Thanh niên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Đại đức Thích Huệ Lưu, Phó Tổng vụ Nghi lễ Tăng đoàn. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Minh Huệ, đặc trách Ni vụ Bắc Tông Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Tịnh Nhân, Phó Ni vụ Bắc Tông Tăng đoàn. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Trung Trí, Thư ký Tổng vụ Tăng sự Tăng đoàn. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Chân Mẫn, Ủy viên Tài chánh Tăng đoàn. Và tiếp nối, chúng con cũng xin đề đầu cung thỉnh và chào mừng các quý vị sau đây: Thượng tọa Thích Đạo Hưng, Tịnh Thất Hương Sen Santa Ana. Chúng con cũng xin đề đầu cung thỉnh Venerable Susathana Buka Monkon, Venerable Lokanda Chùa Diệu Pháp San Gabriel. Và chúng con cũng xin đề đầu để cung thỉnh Đại đức Thích Đức Trí, trú xứ Phật Quan Âm Thiền Tự. Và Venerable Misansara Rapananya Wildoma, Venerable Pija thuộc chùa Điều Ngự, Venerable Huệ Hải chùa Diệu Pháp, Đại đức Thích Huệ Lâm chùa Bảo Sơn. Chúng con cũng xin đề đầu tiếp nối để chào mừng Đại đức Thích Ấn Minh chùa Diệu Pháp, Đại đức Thích Đạt Tính trú xứ Đại học University of West, Đại đức Thích Định Tánh Tịnh Thất Thiền Tịnh Thanh Ngọc. Và chúng con cũng xin đề đầu tiếp nối chào mừng Đại đức Thích Quán Từ niệm Phật đường Tịnh Quang, Đại đức Thích Minh Tuyền Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Đại đức Thích Phổ Thuận niệm Phật đường Hoa Sen, Venerable Wish Uphom Kanpaya Wat Buddhayaka, Venerable Rungsin Manesiya Ratapanya, Venerable Fra Francis Nongrisiram Suvitaram Meditasam and Muntasa. Chúng con cũng xin đề đầu
Cung thỉnh Đại Đức Bửu Chí trụ trì tu viện Nguyên Thủy. Venerable Nagarit, cùng tỳ kheo Thích Minh Tấn đạo tràng Hoa Sen. Chúng con đê đầu cung thỉnh Sa Di Thích Ấn Nguyên. Chúng con đê đầu cung thỉnh Sa Di Thích Ấn Tri. Tiếp nối, chúng con cũng xin đê đầu cung thỉnh Đại Đức Minh Tấn thuộc Tổ đình Minh Đăng Quang. Venerable Aguan Luan Lu, Venerable Monko Mahawin, Venerable Beja Sonket, Venerable Samsa Sugasi và Venerable Phasoi Chet. Chúng con cũng xin đê đầu để cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Hiển thuộc Chùa Phổ Hiền Tampa, Florida. Và Venerable Vansananda, Venerable Dhamma Sandaro, Venerable Vajira và Venerable Medankara. Chúng con xin được tiếp lời. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu chư ni cũng đã quang lâm đến đại lễ Vu Lan hôm nay. Sư cô Thích Nữ Minh Thủy. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Linh Liên Tịnh Xá Minh Đăng Quang. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Hoa Liên Tổ đình Minh Đăng Quang. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu ni sư Quảng Liên ở Tịnh Xá Tự Quang. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Như. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Tánh Liên ở Tịnh Xá Ngọc Tâm. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Học Liên Tịnh Xá Ngọc Xuân. Chúng con đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Khánh An ở Thiền Đường Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Tài Liên và ni cô Liên Tâm từ Tỉnh Thất Liên Hoa. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hạnh Liên đến từ Tịnh Xá Từ Quang. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Như Hạnh. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Ý Liên. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Huệ Phương ở Phật Quang Âm Thiền Tự. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu ni sư Huệ Âm. Và chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Hạnh Liên ở Tỉnh Thất Pháp Luân Arizona. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Phước Nhẫn. Chúng con đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Phước Trang. Chúng con cũng xin cung kính giới thiệu sư cô Tịnh Nhân, sư cô Pháp Quang ở chùa Pháp Vân. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Nguyên Hiếu ở trường University of the West. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Tâm Liên ở Tịnh Xá Giác Lý. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Châu Hua ở Niệm Phật Đường Phổ Độ. Và chúng con cũng xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Hà Liên, sư cô Trí Liên, sư cô Phước Liên, sư cô Nhạn Liên, sư cô Huệ Bảo, sư cô Cương Liên từ Tịnh Xá Giác Lý. Chúng con cũng xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Thanh Liên ở Tịnh Xá Minh Đăng Quang. Chúng con xin đề đầu cung kính giới thiệu sư cô Trung Thiện. Chúng con xin đề đầu cung kính Venerable Ahikin. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu ni sư Tịnh Tâm ở chùa Diệu Quang. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Hòa Tâm ở chùa Phổ Hiền. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Huệ Liên ở Tịnh Xá Ngọc Thiền. Và trước khi chúng con đọc danh sách của sự hiện diện của các quý vị dân cử, thì xin toàn thể tất cả quý vị chúng ta cùng nhau cung kính với sự hiện diện của các chư tăng trong ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị. Và sự hiện diện, chúng tôi cũng xin được chào mừng sự hiện diện của các quý vị dân cử sau đây. Thị trưởng của thành phố Westminster, Tạ Đức Trí. Phó Thị trưởng của thành phố Westminster, Sergio Contreras. Ông bà giám sát viên Andrew Đỗ và chánh án Jerry Phạm. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay có sự hiện diện của vị đại diện cho Thượng nghị sĩ tiểu bang
bà Janet Nguyễn, đó là bác sĩ Jacqueline Trịnh Ồn. Và sự hiện diện của ông bà chánh án Nguyễn Trọng Nho và giáo sư Phạm Vân Bằng. Sự hiện diện của cựu đại tá Lê Bá Khiếu, hội cư sĩ Chùa Điều Ngự. Sự hiện diện của cựu đại tá Lê Khắc Lý và cũng là chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Cộng đồng Việt Nam Nam California. Giáo sư Vũ Xuân Trinh, Liên trường Quy Nhơn. Chúng tôi cũng xin được chào mừng các quý vị quan khách sau đây. Ông Nguyễn Lộc, Liên minh Dân chủ, Tổng thư ký khu bộ Tây Hoa Kỳ. Và các phóng viên báo chí của đài truyền thanh, truyền hình, gồm có phóng viên Thanh Phong thuộc báo Viễn Đông, phóng viên Thanh Huy báo Việt Báo, phóng viên Phan Đại Nam thuộc đài truyền hình SBTN và SET, phóng viên Vi Tuấn thuộc Sài Gòn Times, phóng viên Lido Sài Gòn TV anh David, cũng như phóng viên của đài truyền hình Việt TV là anh Quang Thảo, và phóng viên Nguyên Huy thuộc Nhật Báo Người Việt, phóng viên Đoàn Trọng thuộc Lido Sài Gòn TV, và đặc biệt là các quan khách chính là các quý vị đồng hương Phật tử, các quan khách danh dự cũng hiện diện trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy chào mừng nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn trong ngày đại lễ Vu Lan Thắng Hội, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin được bổ túc danh sách của cơ quan truyền thông báo chí, đó là MC Minh Phượng từ Radio Bonsa, và nữ sĩ Ái Cầm và Bách Thái Tú Hạp từ Sài Gòn Times, và tất cả các anh chị em của đài truyền hình IBC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19.